Chương 18 Những bất ngờ sinh nhật Hôm sau Harry đem nhiệm vụ mà cụ Dumbledore giao cho nó Tâm sự với cả Ron và Hermione Nhưng với từng đứa riêng lẻ Bởi vì ở đâu có mặt Ron Thì Hermione chỉ ở lại đó đủ thời gian để ném cho một cái nhìn khinh bỉ rồi bỏ đi Ron thì cho rằng Harry chẳng có vẻ gì sẽ gặp rắc rối với thầy Slughorn cả Ông khoái bồ nó nói trong bữa điểm tâm, vừa dung dậy một nĩa đầy trứng chiên. Ổng sẽ không từ chối bồ điều gì đâu, đúng chưa? Hoàng tử độc dược nhỏ bé của ổng mà, chỉ cần nán lại sau buổi học và đề nghị. Tuy nhiên, Hemion có cái nhìn tâm tối hơn. Nếu đến của Đông Lê Đo mà còn không thể bắt thầy ấy đưa ra được ký ức thật, thì chắc là thầy ấy đã quyết tâm giấu chiếm cái điều đã thực sự xảy ra. Cô bé nói nhỏ khi hai đứa đứng trong sân trường phủ đầy tuyết vắng ngắt vào giờ ra chơi. Trường sinh linh giá, trường sinh linh giá, mình chưa bao giờ nghe đến chúng. Bồ chưa nghe bao giờ hả? Harry thất vọng, nó đã hy vọng rằng Hemion có thể sẽ cho nó một manh mối để biết trường sinh linh giá là cái gì. Ác hẳn đó là pháp thuật hắc ám rất cao cấp, chứ không thì tại sao Voldemort lại muốn biết. Harry à, mình nghĩ bồ sẽ khó mà lấy được thông tin đó. Bồ sẽ phải rất cẩn thận trong việc tiếp cận thầy Slugon. Hãy nghĩ ra một chiến lược. Ron cho rằng mình nên nán lại sau buổi học độc dược trưa nay. Ờ ha, nếu quên quên nghĩ vậy thì bồ cứ làm vậy đi. Cô bé đổ quạo ngay và nói. Xét cho cùng thì có khi nào phán đoán của quên quên sai lầm đâu. Hermione, chẳng lẽ bồ không thể nào, không? Cô bé giận dữ nói, rồi đùng đùng bỏ đi để mặc Harry đứng một mình trong tuyết ngập đến mắt cá chân. Dạo này những buổi học độc dược chẳng dễ chịu lắm bởi vì Harry, Ron và Hermione phải ngồi chung một bàn. Hôm nay Hermione dọn cái giạc của cô nàng qua bên kia bàn để ngồi gần Ernie và chẳng buồn để ý đến cả Harry lẫn Ron. Bồ đã làm cái gì vậy? Ron thì thầm hỏi Harry vừa nhìn vẻ mặt kiêu kỳ của Hermione. Nhưng trước khi Harry có thể trả lời thầy slugon đã đứng trước lớp yêu cầu yên lặng ngồi xuống mời các trò ngồi xuống nào nhanh lên trưa nay có nhiều việc phải làm cho xong luật thứ ba của Palos, ai có thể nói cho thầy biết à dĩ nhiên cô Rencher có thể hemion đọc thuộc lòng cực nhanh luật thứ ba của Palos nêu ra rằng thuốc giải cho một hỗn hợp độc dược sẽ tương đương hoặc nhiều hơn tổng số thuốc giải dành cho mỗi thành phần độc dược riêng lẻ Chính xác Thầy Slughorn tươi cười Mười điểm cho nhà Gryffindor Bây giờ nếu chúng ta chấp nhận luật thứ ba của Gonbalot là đúng Harry đang phải chấp nhận lời thầy Slughorn rằng Luật thứ ba của Gonbalot là đúng Bởi vì nó không hiểu chút xíu nào về luật đó cả Cũng không có ai khác ngoại trừ Hermione Có vẻ như hiểu kịp những gì thầy Slughorn nói tiếp theo đó Điều đó dĩ nhiên nghĩa là giả sử chúng ta nhận ra được đúng lai lịch của những dược liệu hợp thành độc dược nhờ thần chú tiết lộ của Scabin. Mục đích cơ bản của chúng ta không phải là thứ mục đích tương đối đơn giản, là chọn ra thuốc giải cho những hợp phần trong và ngoài chúng, mà là tìm cho ra các thành phần thêm vào. Thành phần này nhờ vào một quy trình gần như giả kim thuật sẽ biến đổi những yếu tố tạm nham này. Ron đang ngồi bên cạnh Harry, miệng hơi há ra, lơ đảng vẽ ngoạch ngoạc trên cuốn sách bào chế thuốc cao cấp còn mới của nó. Ron vẫn quên là nó giờ đây không còn có thể trông cậy Hemion, giúp thoát khỏi thế bí mỗi khi nó không hiểu kịp việc gì đang diễn ra. Và vì vậy, thầy Slugon kết thúc. Thầy muốn mỗi trò hãy lại đây lấy một trong những cái chai này trên bàn của thầy. Các trò phải tạo ra một thuốc giải cho độc dược chứa bên trong chai trước khi hết tiết học này. Chúc các trò may mắn và đừng quên đeo găng tay bảo hộ. Hemion đã rời ghế của mình và đi được nửa đường về phía bàn của thầy Slugon trước khi cả lớp còn nhận ra là đã tới lúc cửa quậy. Và khi Harry, Ron Ernie quay trở lại bàn của tụi nó, Hemion đã rót chất độc trong cái chai của cô nàng vô giạc và đang khơi lên ngọn lửa bên dưới cái giạc. Thiệt là nhục! Hoàng tử sẽ chẳng thể nào giúp được bồ nhiều lắm trong vụ này, Harry à! Cô nàng vừa hí hửng nói vừa ưỡn thẳng người lên. Lần này bộ phải hiểu những nguyên lý liên quan, không mánh lưới hay gian lận được. Bực mình, Harry mở nút cái chai mà nó lấy từ trên bàn thầy Slugon xuống. Một chai màu hồng hơi chói, rót vô cái giạc của nó và nhóm lửa bên dưới cái giạc. Nó hoàn toàn không biết là phải làm cái gì tiếp theo. Nó liếc qua Ron, anh chàng này đang đứng ngố ra sau khi cọp bi theo hết những gì Harry vừa làm. Bộ chắc là hoàng tử không ghi lại mánh nào hết hả ron thì thầm hỏi harry harry rút cuốn bào chế thuốc cao cấp đáng tin cậy của nó ra và lật đến chương thuốc giải đây luật thứ ba của gonbalot Bà trình bày đúng từng chữ một y chang như hemion đã học thuộc lòng không có thêm một ghi chú nào bằng chữ viết tay của hoàng tử giải thích thêm điều đó nghĩa là gì dường như hoàng tử cũng giống như hemion hiểu điều đó một cách dễ dàng không có gì hết. Harry đầu rỉ nói. Hemio lúc này đang hăng hái dễ cây đũa phép trên cái giạc của cô nàng. Thiệt xui xẻo, hai đứa nó không thể nhái theo câu thần chúa của Hermione, bởi vì giờ đây cô nàng đã giỏi môn hô biến không lời đến nỗi chẳng cần phải hô câu thần chú nào ra miệng. Tuy nhiên, Ernie Macmillan đang đọc lâm râm bên trên cái giạc của nó. Tiết lộ đặc tính, nghe cũng ấn tượng, nên Harry và Ron dội dã nhái theo. Harry chỉ mất 5 phút để nhận ra tiếng tâm người bào chế độc dược giỏi nhất trong lớp của nó đang đổ dở loãng xoảng bên tai. Trong vòng rỡ quanh lớp đầu tiên của thầy Slughorn đã dòm vô cái giặc của nó đầy hy vọng, chuẩn bị reo lên vui mừng như thầy vẫn thường làm. Nhưng thay vì vậy, thầy phải vội giả thụt đầu lại, ho sặc sụa khi mùi trứng thối sọc vô mũi. Giải mặt Hemion tí tởn hết chỗ nói cô nàng đã thề học cho xuất sắc trong mỗi tiết độc dược. Giờ đây cô nàng gạn ra những thành phần của độc dược đã được tách ra một cách bí mật, vào trong những lọ thủy tinh khác nhau, không muốn gì hơn là tránh khỏi nhìn cảnh chướng mắt đó. Harry cúi xuống quyển sách của Hoàng tử Lai và lật dài trang mạnh bạo không cần thiết. Giờ đây rồi, dắt ngang qua một danh mục dài các thứ thuốc giải là dòng chữ, chỉ cần nhét một sỏi dê vô họng chúng. Harry trốn mắt nhìn những chữ này một hồi Chẳng phải nó đã nghe nói Đến sỏi dê một lần rồi sao Hồi lâu rồi Chẳng phải chính thầy Snape đã nhắc đến chúng Ngay trong bài học độc dược đầu tiên Một hòn sỏi lấy ra từ bao tử Của một con dê Sẽ bảo vệ ta khỏi ngộ nhiễm hầu hết các chất độc Đó không phải là lời giải Cho bài toán Ballot Và nếu thầy Snape vẫn còn là thầy độc dược của tụi nó Harry sẽ không dám làm chuyện này nhưng bây giờ là lúc phải xử trí liều mạng. Nó vội vàng đi về phía tủ chứa nguyên dược liệu và lục loại trong đó, để qua một bên những sừng kỳ lân và những dược thảo khô rối nùi. Cho đến khi tìm được một cái hộp giấy bồi nhỏ nằm sâu tuốt bên trong, trên hộp có ghi chữ sỏi dê. Nó mở cái hộp ra, vừa đúng lúc thầy Slugon hô lên, còn hai phút nữa nha các trò. Bên trong hộp có chừng nửa tá vật màu nâu teo quắc trông giống như những trái thận phơi khô hơn là sỏi thật. Harry chộp ngay một cái, đặt cái hộp trở vô tủ và vội giả quay trở lại cái giặc của nó. Hết giờ! Thầy Slughorn hớn hở rao lên. Thôi, chúng ta hãy xem các trò làm ăn ra sao. Blaze, trò có gì cho ta xem nào? Thầy Slughorn chậm rãi đi quanh phòng học, xem xét các thuốc giải khác nhau. Không ai hoàn tất bài tập mỹ mãn Mặc dù Hemion đang cố gắng nhét thêm một ít thành phần dược liệu vô trong cái chai trước khi thầy Slughorn đi tới chỗ cô nàng. Tron đã đầu hàng vô điều kiện và chỉ cố gắng tránh hít phải làn khói thúi ùm bốc lên từ cái giạc của nó. Harry đứng đó đợi, nắm chặt viên sỏi dê trong bàn tay rịnh mồ hôi. Thầy Slughorn đến bàn tụi nó xào chót. Thầy ngửi món thuốc Ernie pha chế rồi chuyển qua món thuốc của Ron với gương mặt nhăn nhó Thầy không nấn ná lâu bên cái giặc của Ron Mà nhanh chóng lùi lại Hơi quẻ một cái Và trò Harry Thầy nói Con có gì cho thầy xem nào Harry giơ tay ra Viên sỏi dê nằm trong lòng bàn tay nó Thầy Slugon ngó xuống viên sỏi đúng 10 giây Trong một thoáng Harry tự hỏi Liệu thầy có quát vào mặt nó không Nhưng thầy ngẩng đầu lên và phá ra cười Trò táo tợn lắm Thầy cầm lấy viên sỏi dê và dơ nó lên cao để mọi người có thể nhìn thấy, nói quan quan, À, trò giỏi y như cha mẹ của trò. cha ta không thể bắt lỗi trò. Một viên sỏi dê đương nhiên có tác dụng như thuốc giải đối với tất cả độc dược. Mặt lấm tấm mồ hôi, mũi dính lọ nghẹ, Hemion có vẻ giận bầm gan tím mật. Món thuốc giải xong được nửa giai đoạn của cô nàng gồm có 52 thành phần dược liệu kể cả một cổng tóc của chính cô nàng đang lờ đờ sủi bọt sau lưng thầy Slugon. Lúc này mắt thầy chỉ thấy có mỗi một mình Harry. Và tự một mình bồ nghĩ ra viên sỏi dê hả Harry? Cô nàng hỏi qua kẻ răng nghiến chặt. Đó là tinh thần cá nhân mà một người bào chế độc dược thực sự cần đến. Thầy Slugon vui vẻ nói trước khi Harry có thể trả lời giống y cha mẹ của trò cổ cũng hiểu thấu bằng trực giác việc bào chế độc dược y như vậy chắc chắn là trò thừa hưởng khả năng này từ mẹ Lily của trò đúng harry à đúng đó nếu con có trong tay viên sỏi dê thì dĩ nhiên đã giải trúng mẹo tuy nhiên bởi vì sỏi dê không hiệu nghiệm đối với mọi thứ và lại khá hiếm nữa nên cũng nên biết cách pha chế thuốc giải người duy nhất trong phòng tỏ ra tức giận hơn cả Hermione là Manfoy. Harry khoái chí nhận thấy hắn đã làm đổ giấy lên chính hắn cái gì đó, trông như đồ mèo mửa. Nhưng trước khi Hermione hay Manfoy có thể bộc lộ nỗi bất bình về việc Harry đứng đầu lớp mà không cần làm bài tập, chuông reo. Tới giờ dọn dẹp, thầy Slughorn nói, và thêm 10 điểm cho nhà Gryffindor vì sự táo tận thuần túy đó. Vẫn cười hì hì Thầy đi lạch bạch về bàn thầy ở đầu phòng học Harry nhẫn nha ở cuối phòng Bỏ ra cả đống thời gian Chỉ để dọn dẹp đồ đạc vô cặp Cả Ron lẫn Hemio đều không thèm chút nó may mắn Khi tụi nó rời phòng học Cả hai có vẻ rất bực bội Cuối cùng chỉ còn Harry và thầy Slughorn Ở lại trong phòng Nào nhanh lên Harry Kẻo con sẽ trễ tiết học kế Thầy Slughorn ân cần nói vừa đóng cái chốt khóa của cái cặp da rồng. "Thưa thầy, Harry nói không cách nào mà không nhớ tới Voldemort. Con muốn hỏi thầy một điều." "Vậy thì hỏi ngay đi, chàng trai thân mến, cứ hỏi đi." "Thưa thầy, con thắc mắc là thầy biết gì về về trường sinh linh giá?" Thầy Slugon sững sờ, gương mặt tròn trịa của thầy dường như lún vô, thầy liếm môi và nói giọng khàn khàn. "Con nói cái gì?" Thưa thầy, con hỏi thầy có biết gì về trường sinh linh giá không? Xin thầy hiểu cho. Cụ đùm lê đo suối trò làm chuyện này. Thầy Slugon lẩm bẩm. Giọng của thầy thay đổi hoàn toàn, chẳng còn cởi mở chút nào nữa, mà kinh hoàng sợ hãi. Thầy mò trong túi áo ở ngực lấy ra một chiếc khăn tay, lau chân mày rịnh mồ hôi. Cụ đùm đã cho trò coi cái đó, cái ký ức đó. Thầy Slugon nói, có đúng không? cụ có cho coi không dạ có harry nói quyết định ngay tại chỗ là tốt nhất đừng nói dối ừ dĩ nhiên thầy slogan khẽ nói vẫn chậm chậm mồ hôi trên gương mặt trắng bệch dĩ nhiên chà nếu trò đã xem cái ký ức đó rồi harry à trò ắt biết là ta không biết gì hết không biết gì hết thầy lặp lại nhấn mạnh vào mấy chữ đó không biết gì hết về trường sinh linh giá Thầy nắm lấy cái cặp da rồng của thầy Nhét cái khăn tay trở vô túi Và bước đều ra cửa phòng học ở tầng hầm Thưa thầy Harry khẩn thiết nói Con chỉ nghĩ có thể thầy còn có thêm một chút ký ức nữa Vậy hả? Thầy Slughorn nói Vậy thì trò nhầm rồi Nhầm Thầy đóng lên từ cuối cùng và trước khi Harry có thể nói thêm tiếng nào nữa, thầy đóng sầm cánh cửa phòng học lại. Cả Ron lẫn Hermione đều chẳng cảm thông gì hết. Khi Harry kể cho tụi nó nghe cuộc nói chuyện riêng tai hại ấy, Hermione vẫn còn sôi sục giận về cái cách Harry chiến thắng mà không cần làm việc đàng hoàng. Ron thì tức tối là Harry đã không chôm luôn cho nó một viên sỏi dê. Nếu cả hai đứa cùng làm như vậy thì ngu hết sức. Harry cấu kỉnh nói Thử nghĩ coi Mình phải cố gắng làm mềm lòng thầy ấy Để có thể hỏi thầy về Voldemort đúng không Ôi bộ có hiểu không Nó cấu tiếc nói thêm Vì Ron nhăn mặt khi nghe đến cái tên Voldemort Giận điên lên vì thất bại của chính mình Cùng thái độ của Ron và Hermione Harry suy nghĩ ủ ê về thầy Slughorn suốt mấy ngày liền sau đó Nó quyết định rằng Trong lúc này nó nên để cho thầy Slughorn nghĩ Là nó đã quên hết chuyện trường sinh linh giá Tốt nhất là ru thầy ngủ trong cảm giác an toàn giả trước khi quay trở lại tấn công. Khi Harry không theo hỏi thầy Slughorn nữa, ông thầy độc dược liền phục hồi cách đối xử thân tình của mình và có vẻ đã quên đi chuyện đó. Harry chờ đợi lời mời đến dự một trong những dạ tiệc nho nhỏ của thầy, quyết tâm nhận lời đi dự phen này, cho dù có phải dời lại ngày luyện tập khuyết tích. Nhưng mà thiệt không may, chẳng có thư mời nào được gửi tới cả. Harry hỏi Hermione và Ginny Cả hai đứa nó cũng không nhận được thư mời Và theo như tụi nó biết thì cũng chẳng ai được mời một gì hết Harry không thể không thắc mắc Phải chăng điều này có nghĩa là thầy Slughorn không thực sự dễ quên Như thầy làm ra dễ như vậy Một mực nhất quyết không cho Harry cơ hội nào nữa để chất vấn thầy Trong lúc đó, lần đầu tiên trong lịch sử Thư viện trường Hogwarts đã không đáp ứng được nhu cầu tra cứu của Hermione cô nàng sửng sốt đến nỗi quên bén đi là mình đang giận harry về trò mánh của nó trong vụ viên sỏi dê mình không tìm được một lời giải thích nào về chức năng của trường sinh linh giá cô nàng nói với harry dù chỉ một lời mình đã tra hết sách trong khu vực giới hạn và ngay cả trong những cuốn sách khủng khiếp nhất những quyển dạy pha chế độc dược rùng rợn nhất mà không tìm ra gì hết điều duy nhất mình tìm được là trong phần giới thiệu của cuốn pháp thuật ác hại nhất nghe này Chúng ta không nên nói đến hay hướng dẫn về trường sinh linh giá, phát minh ác độc nhất trong những phát minh pháp thuật. Vậy thì nhắc đến nó làm gì? Hermione sốt ruột nói, vừa đóng ẩm cuốn sách cũ lại, cuốn sách bèn rên lên một tiếng ma quái. Ôi, im đi! Cô nàng nạt cuốn sách và nhét nó vô cái túi sách của mình, tuyết tăng quanh trường khi tháng 2 đến. Thế giờ đó là sự ẩm ướt lạnh lẽo buồn bã những đám mây xám thâm tím giăng thâm thấp phía trên tòa lâu đài và những cơn mưa lạnh buốt rơi liên miên khiến bãi cỏ lầy lội và trơn trợt Hậu quả của việc này là bài học đụng thổ đầu tiên dành cho học sinh năm thứ sáu được lên lịch vào sáng thứ bảy để cho không trùng với những lớp học bình thường khác, phải diễn ra trong đại sảnh đường thay vì ngoài sân. Khi Harry và Hermione đến sảnh đường, Ron đã xuống trước với Lavender. Hai đứa tụi nó thấy những cái bàn ăn dài đã biến mất. Mưa quật vào những khung cửa sổ cao và trần nhà được ểm bùa đang dần vũ âm u phía trên đầu tụi nó khi tất cả tập hợp trước mặt các giáo sư McGonagall, Snape, Flitwick và Sprout, chủ nhiệm của mỗi nhà và một pháp sư nhỏ thó mà Harry chắc là thầy dạy độn thổ đến từ bộ pháp thuật. Ông ta nhợt nhạt một cách quái đản, lông mi trong suốt, tóc lưa thưa và có một vẻ mông manh như thể chỉ một cơn gió mạnh cũng có thể thổi bay. Harry không rõ, phải chăng việc cứ phải thường xuyên biến mất rồi lại hiện ra, kiểu gì đó đã làm teo tóp cơ thể của ông hay không? Hay không chừng cấu tạo cơ thể mỏng manh đó lại là lý tưởng cho bất cứ ai thích việc tan biến? Chào mọi người! Vị pháp sư của bộ nói, sau khi tất cả học sinh đã có mặt, và các giáo viên chủ nhiệm đã yêu cầu chúng im lặng. Tên tôi là Wiki Tree Cross và tôi sẽ là hướng dẫn viên độn thổ trong 12 tuần lễ sắp tới. Tôi hi vọng có thể giúp các trò chuẩn bị cho kỳ thi độn thổ của các trò trong thời gian này. Manfoy, im lặng và chú ý. Giáo sư McGonagall quát. Mọi người nhìn quanh, Manfoy đã ứng lên một màu hồng lờ mờ. Nó có vẻ giận dữ khi nhích xa Crabbe. Coi bộ nó và Crabbe đang rù rì tranh cãi. Harry liếc nhìn nhanh về phía thầy Snape. Trong thầy cũng bực bội. Mặc dù Harry rất ngờ là thầy bực bội về sự vô lễ của Manfoy thì ít, mà về việc giáo sư McGonagall quở trách một học sinh của nhà thầy thì nhiều. Và lúc đó, nhiều trò đã có thể sẵn sàng để đi thi. Thầy Quirrell tiếp tục như thể không hề có sự gián đoạn nào hết. Như các trò biết, thường thì không thể nào hiện ra hay biến mất trong trường Hogwarts. Ông hiệu trưởng đã gỡ bùa ếm, chỉ nội trong đại sảnh đường trong một tiếng đồng hồ để cho các trò có thể thực tập. Cho phép tôi nhấn mạnh là các trò sẽ không thể nào độn thổ ra khỏi sảnh đường này. Và nếu trò nào tìm cách làm vậy thì thật là dại dột. Tôi muốn các trò hãy đứng giãn ra sao cho mỗi trò cách người đứng trước mặt một thước rưỡi. Mọi người chen lớn xô đẩy trong lúc giãn ra, đụng chạm nhau và kêu đòi người khác tránh chỗ cho mình. Các chủ nhiệm nhà đi lẫn trong đám học sinh của mình sắp xếp chúng vô vị trí và chấm dứt những vụ cãi giả. Harry, bộ đi đâu vậy? Hermione hỏi. Nhưng Harry không trả lời. Nó đang di chuyển thật nhanh xuyên qua đám đông, ngang qua chỗ giáo sư Flitwick đang cố gắng léo nhéo sắp chỗ cho mấy đứa nhà Ravenclaw. Đứa nào cũng đòi đứng gần hàng đầu. Ngang qua cả giáo sư Sprout, đang rượt mấy đứa nhà Hufflepuff đứng vô hàng, cho đến khi lách qua được Ernie Macmillan nó tìm cách đứng cuối đám đông Ngay sau lưng Manfoy Manfoy đang lợi dụng sự hỗn loạn chung này Để tiếp tục cãi giả với Crabbe. Thằng này đứng cách Manfoy một thước rưỡi Và tỏ vẻ bất bình như muốn nổi loạn Tao không biết còn bỏ lâu nữa Hiểu không Manfoy quát Crabbe, Quên mất Harry đang đứng ngay sau lưng Việc đó kéo dài lâu hơn tao tưởng Crabbe há miệng ra Nhưng Manfoy có vẻ như đoán được Điều nó định nói Crabbe à Chuyện tao đang làm không mắc mới gì đến mày Mày giờ quay Lê cứ việc canh gác nghe tao bảo Nếu tao muốn bạn bè canh gác cho tao Thì tao phải nói cho chúng biết tao đang làm gì Harry nói chỉ đủ to cho Manfoy nghe thôi Manfoy quay phắt lại liền tại chỗ Bàn tay chụp ngay cây đũa phép của nó Nhưng đúng lúc đó Cả bốn chủ nhiệm nhà đều hét lên Im lặng Và mọi người lại nín khe Manfoy từ từ quay mặt về phía trước Cảm ơn Thầy Troy Cross nói Thôi bây giờ Thầy dễ kêu đũa phép Những cái dòng bằng gỗ kiểu xưa hiện ra ngay tức thì Trên sàn trước mặt mỗi học sinh Những điều quan trọng cần nhớ Khi độn thổ là ba đờ Thầy Troy Cross nói Địa điểm, định ý Và điềm tĩnh Bước thứ nhất Tập trung ý chí mạnh mẽ vào địa điểm mình muốn đến Thầy Troy Cross nói Trong trường hợp này Địa điểm là bên trong cái dòng gỗ trước mặt các trò Bây giờ các trò hãy vui lòng tập trung ý chí vào địa điểm đó. Mọi người len lén nhìn quanh để thấy tất cả những người khác đều đang trố mắt ngó cái dòng gỗ của mình rồi vội giả làm theo yêu cầu. Harry đăm đăm nhìn cái khoảnh sàn tròn bụi bậm trong cái dòng gỗ của nó và hết sức cố gắng không nghĩ đến cái gì khác cả. Điều này quá ra không thể được bởi vì nó không thể ngừng thắc mắc Manfoy đang làm gì mà cần người canh gác. Bước thứ hai, thầy Tri cross nói định ý rõ ràng quyết tâm đạt tới không gian đã hình dung hãy để cho lòng mong muốn tiến vào không gian đó tràn ngập đầu óc và từng tế bào của cơ thể mình Harry lén nhìn quanh cách không xa bên trái Ernie Macmillan đang ngó cái vòng của mình kỹ đến nỗi mặt nó đỏ hồng lên như thể đang đặng đẻ một cái trứng bự bằng trái banh quạt Harry đáng nhịn cười và dội chăm chú ngó lại cái vòng của chính mình bước thứ ba thầy Tricross nói và chỉ khi nào tôi ra lệnh xoay tại chỗ Thận trọng tiến vào cõi hư vô Điềm tĩnh trong từng chuyển động Bây giờ theo lệnh tôi Một Harry lại liếc nhìn quanh Nhiều người có vẻ cực kỳ hoảng sợ Khi bị yêu cầu độn thổ gấp như vậy Hai Harry cố gắng tập trung lại Suy nghĩ vào cái dòng gỗ Nó đã quên bén Ba đờ là viết tắt của cái gì Ba Harry quay vòng vòng tại chỗ Mất cân bằng và suýt té nó không phải là người duy nhất làm vậy Toàn thể đại sảnh đường Bỗng đầy những con người lão đảo Neville té ngửa trên sàn Ngược lại Ernie Macmillan Đã làm được một cú nhảy vô cái vòng của nó Và có vẻ phấn khích được một lúc Cho đến khi thấy Dean Thomas Rống lên cười nhạo nó Không sao không sao Thầy Tricross nói tỉnh bơ Thầy không có vẻ gì là đã kỳ vọng Một tình hình tốt hơn Hãy điều chỉnh lại cái vòng gỗ của các trò Và đứng trở lại vị trí cũ Lần thử thứ hai không khá gì hơn lần thứ nhất Lần thứ ba cũng tệ cỡ vậy Đến lần thứ tư mới có sự cố hào hứng Một tiếng thét hải hùng đau đớn trang lên Và mọi người ngoảnh nhìn lại Kinh hoàng khi thấy Susan Bones của nhà Hufflepuff Đang loạn choạng bên trong cái vòng của cô nàng Trong khi chân trái hãy còn đứng lại Chống chơ tại chỗ cô nàng khởi hành cách đó một thước rưỡi Chủ nhiệm các nhà súng lại quanh Susan Một tiếng nổ to vang lên và một cụm khói tím bốc lên rồi tan đi để lộ cô nàng Susan đang thúc thích khóc. Tuy chân cẳng được ráp lại lành lặng nhưng vẻ mặt còn sợ khiếp. Thần tứ tán hay sự tách rời một bộ phận bất kỳ trên thân thể. Thầy Wiki Tricross thản nhiên nói Xảy ra khi đầu óc chưa định ý đủ đô. Các trò phải tập trung liên tục vào địa điểm rồi di chuyển không hấp tấp mà phải điềm tĩnh. Như vậy nè, Thầy Troy Cross bước tới trước, dang hai cánh tay ra duyên dáng xoay tại chỗ và biến mất qua một cái phất của giặt áo chùng, rồi xuất hiện lại phía cuối đại sảnh đường. Hãy nhớ ba đờ, thầy nói, và thử lại một lần nữa. Một, hai, ba. Nhưng một tiếng đồng hồ sau vẫn chỉ có vụ thân tứ tán của Susan là sự kiện hào hứng nhất. Thầy Troy Cross chẳng có vẻ gì là nản chí. Gài chặt cổ áo khoác, thầy chỉ nói Hẹn thứ bảy tới Mọi người và đừng quên địa điểm Định ý, điềm tĩnh Nói xong thầy dãy cây đũa phép Khiến những cái dòng gỗ biến mất Rồi bước ra khỏi đại sảnh đường Cùng giáo sư Mark Gunagan. Tiếng chuyện trò lập tức nổi lên Khi đám học trò bắt đầu di chuyển Về phía tiền sảnh Bộ làm ăn ra sao Trên hỏi nhiều dội vàng đi về phía Harry Mình tin là mình cảm nhận được cái gì đó Trong lần thử cuối cùng Một cảm giác ngứa ngáy ở bàn chân Tôi cho rằng tại dày của bạn hơi nhỏ quên quên à Một giọng nói vang lên từ phía sau hai đứa nó Và rồi Hemion hiên ngang bước qua mặt tụi nó Môi nở một nụ cười mỉa mai Không để ý đến sự xía ngang đó Harry nói Mình chẳng cảm thấy gì hết Nhưng lúc này mình không bận tâm chuyện đó Ý bộ là sao? Bộ không bận tâm? Bộ không muốn học động thổ hả? Ron ngờ giật hỏi Thiệt tình mình không hào hứng lắm Mình thích bay hơn Harry nói vừa liếc chừng ra sao để xem Malfoy ở đâu và bước nhanh hơn khi tiến vào tiền sảnh Này, bộ làm ơn nhanh lên có một việc mình muốn làm Chẳng hiểu đầu đuôi ra sao Ron chạy theo Harry trở lại tháp Gryffindor Rồi nó bị con ma Beavis cản trở một lúc Con ma này đã chèn cánh cửa ở lầu 4 thật chặt và không chịu cho ai đi qua nếu người đó không xẹt lửa lên cái quần của chính mình Harry và Ron chỉ đơn giản quay lưng lại và đi theo lối tắt toàn của tụi nó Chỉ trong vòng 5 phút sau Tụi nó đã trèo qua lỗ chân dung Bộ có định nói cho mình biết là tụi mình đang làm gì không? Ron thở hổn hển hỏi Lên đây Harry nói Và nó băng ngang qua phòng sinh hoạt chung Dẫn đường đi tới cửa và cầu thang lên phòng ngủ nam sinh Đúng như Harry hy vọng Phòng ngủ của tụi nó vắng vẻ Nó mở tung cái rương ra Và bắt đầu lục lọi trong đó Trong khi Ron sốt ruột nhìn nó Harry à, Manfoy đang dùng Grabe và Goyle làm người canh gác cho nó. Nó vừa mới cãi nhau với grabbe. Mình muốn biết. Đây rồi. Nó đã tìm được một tấm giấy da vuông dứt được gấp lại. Dường như không có chữ nghĩa gì trong đó. Nó trải tấm giấy da ra và gõ đầu cây đũa phép lên đó. Tôi trang trọng thề là tôi đang mưu toan chuyện không tốt. Hay Manfoy thì cũng vậy. Lập tức tấm bản đồ đạo tặc hiện ra trên mặt tấm giấy da. Đây là một bản đồ chi tiết về mọi tầng trong tòa lâu đài và những cái chấm li ti có kèm tên đang di động trên khắp bản đồ biểu thị cho từng người đang có mặt trong tòa lâu đài. Giúp mình tìm Manfoy. Harry khẩn khoản nói. Nó đặt tấm bản đồ trên giường và cùng Ron chồm lên dò tìm. Cỡ chừng một phút sau, Ron nói. Kìa! Nó đang ở trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin. Coi kìa! Đang đứng giúp Parkinson và Zabini và Crabbe và Lê. Harry ngó xuống tấm bản đồ thất vọng nhưng trấn tĩnh lại ngay tức thì thôi được từ giờ trở đi mình sẽ để mắt tới nó Harry kiên quyết nói và bất cứ lúc nào mình thấy nó thập thò đâu đó trong khi Crabbe và Goyle canh gác bên ngoài thì mình sẽ mặc ngay tấm áo khoác tàn hình để tới đó liền tìm hiểu xem nó đang Harry ngừng ngang khi Neville đi vô phòng ngủ đem theo mùi giải cháy khét lẹt và bắt đầu lục lọi cái rương của nó để kiếm một cái quần mới. Mặc dù quyết tâm bắt quả tang Manfoy, Harry chẳng thu chút kết quả nào trong suốt hai tuần lễ tiếp theo, cho dù nó đã tham khảo tấm bản đồ hết sức thường xuyên, đôi khi không cần thiết mà cũng đi vô nhà vệ sinh giữa hai tiết học để tìm kiếm. Nhưng nó chẳng hề bắt gặp Manfoy ở đâu đáng nghi ngờ cả. Phải thừa nhận là nó có dò la được Grabe và Goyle đi loanh quanh trong tòa lâu đài thường xuyên hơn mà không có Manfoy đi cùng. Đôi khi chúng cứ ở y một chỗ trong những hành lang vắng vẻ, nhưng vào những lúc ấy lại không thấy Manfoy ở đâu gần đó mà cũng không thể xác định được vị trí của thằng này trên tấm bản đồ. Đây là điều bí ẩn nhất. Harry nghĩ chơi là có khả năng Manfoy đã thực sự rời khỏi khuôn viên nhà trường, nhưng không thể biết làm thế nào hắn lại làm được việc đó. Trong bối cảnh an ninh được giám sát ở mức rất cao bên trong tòa lâu đài, nó chỉ có thể giả đoán rằng nó đã để sót Manfoy giữa hàng trăm chấm đen li ti trên tấm bản đồ. Còn đối với việc Manfoy, Grabe và Goyle dạo này có vẻ hay đi theo những lối khác nhau, trong khi trước đây chúng vốn gắn bó. Harry cho là chuyện bình thường vẫn xảy ra khi người ta lớn lên, như Ron và Hermione chẳng hạn. Harry buồn bã ngẫm nghĩ, đúng là một bằng chứng sống. Tháng 2 chuyển qua tháng 3 mà thời tiết vẫn không thay đổi, ngoại trừ càng lúc càng nhiều gió và rất ẩm ướt. Một thông báo xuất hiện trên bản thông cáo ở phòng sinh hoạt chung, loan tin chuyến đi giả ngoại đến làng Hotsmith đã bị quản, khiến mọi người phẫn nộ. Ron tức tối lắm. Không đó trùng với sinh nhật mình. Nó nói, mình đã trông mong cho tới ngày đó. Nhưng cũng không đến nỗi bất ngờ đúng không? Harry nói, sao chuyện xảy ra cho Katie? Cô bé vẫn còn điều trị ở bệnh viện Thánh Mengo, đã thế nhật báo tiên tri tường thuật thêm nhiều vụ mất tích nữa gồm cả những thân nhân của học sinh trường Hogwarts. Nhưng bây giờ thì tất cả háo hức trong chờ của mình chỉ còn buổi học độn thổ ngu ngốc. Ron quạo quọ, nói Cuộc vui sinh nhật tổ bự Đã qua ba buổi học, môn độn thổ vẫn chứng tỏ là thứ khó nuốt. Mặc dù đã có thêm vài đứa xoay sở được phép nối thân cho chính mình, sự nản lòng lan khắp đám học sinh và có một số ác cảm nhất định đối với thầy Wiki Ross cùng phương châm 3D của thầy. Phương châm này làm nảy ra một số hỗn danh mà tụi nó gán cho thầy. Mà trong số hỗn danh đó, hai cái tên lịch sử nhất là đầu cức và đại cẩu. Chúc mừng sinh nhật Ron! Harry nói, khi hai đứa thức dậy vào buổi sáng ngày mùng 1 tháng 3, lúc Seamus và Dean ồn ào ra khỏi phòng đi ăn điểm tâm. Có quà đây! Nó liền gói quà qua giường Ron Hùng vô một đống nho nhỏ những gói quà khác ắt là đã được bọn gia tinh đem đến hồi khuya theo như Harry đoán. Vui lên! Ron thẫn thờ nói và trong lúc nó xếp toạt mấy tờ giấy gói quà thì Harry ra khỏi giường mở cái rương của mình ra và bắt đầu lục lọi tìm tấm bản đồ đạo tặc mà nó luôn giấu đi sau mỗi lần dùng. Nó moi ra gần một nửa thứ bên trong rương mới tìm được tấm bản đồ giấu bên dưới mấy cái vớ cuộn tròn mà trong đó nó vẫn còn dấu chai thuốc hên, phúc lạc dược. Đây rồi, nó lẩm bẩm, cầm tấm bản đồ trở lại giường, gõ nhẹ lên tấm bản đồ và thì thầm. Tôi trang trọng thề là tôi đang mưu toan chuyện không tốt, để cho Neville lúc đó đang đi ngang qua phía chân giường nó không thể nghe thấy. Ê, Harry, đẹp lắm! Rồi nói một cách nồng nhiệt, vừa dung dãy tập ngăn tay thủ môn quyết đích mà Harry tặng cho nó. Không có gì Harry lơ đảng nói Trong khi dẫn ra kỹ phòng ngủ nhà Slytherin Để tìm kiếm Manfoy Ê, mình không nghĩ là nó còn nằm trong giường Ron không trả lời Nó đang quá bận rộn mở những gói quà Thỉnh thoảng bật ra tiếng kêu khoái trá Nghiêm túc mà nói Thì năm nay được một mẻ khấm khá Ron tuyên bố Vừa giơ cao một cái đồng hồ đeo tay to bằng vàng Có những ký hiệu kỳ quái Chạm khắc quanh rìa và những ngôi sao chuyển động thay cho kim đồng hồ. Coi bà má tặng mình cái gì nè? Úi trời, mình cũng nghĩ năm tới là mình đến tuổi rồi. Xịn, Harry lẩm bẩm. Chỉ liếc cho cái đồng hồ một cái trước khi chuối mũi dò kỹ tấm bản đồ. Manfoy ở đâu cả? Hắn không có vẻ gì là đang ăn điểm tâm ở bàn ăn nhà Slytherin trong đại sảnh đường. Hắn cũng không lãng vảng đâu đó gần thầy Snape đang ngồi trong văn phòng của thầy hắn cũng không ở trong bất cứ nhà vệ sinh nào hay trong bệnh thất. Muốn một cái không? Rồi nói giọng rít chịch, tay giơ ra một hộp kẹo giặt sô-cô-la. Không cảm ơn. Harry nói ngước nhìn lên. Manfoy lại biến mất một lần nữa. Biết làm sao được. Rồi nói vừa nhét thỏi sô-cô-la thứ hai vô miệng trong lúc tuột xuống giường để mặc quần áo vào. Nhanh lên! Nếu bồ không lẹ lên thì bồ sẽ phải đụng thổ với một cái bao tử trống không mà mình nghĩ biết đâu là dễ hơn ha. Ron đâm chiêu nhìn cái hộp giạc sô-cô-la, rồi nhún vai tự lấy cho mình một thỏi nữa. Harry gõ cây đũa phép lên tấm bản đồ lầm rầm, quản lý tầm bậy. Mặc dù tấm bản đồ không bao giờ như vậy, rồi nó mặc quần áo vào suy nghĩ căng thẳng. Nhất định phải có một lý do cho sự biến mất từng lúc của Malfoy. Nhưng Harry tuyệt không thể nghĩ ra lý do đó là gì. Cách tốt nhất để tìm ra là theo đuôi hắn. Nhưng cho dù nó có tấm áo khoác tàn hình Thì ý tưởng này cũng không thực tế Nó phải lên lớp học Luyện tập quyết đích Làm bài tập ở nhà Và học độn thổ nữa chứ Nó không thể nào lẻo đẻo theo Manfoy đi khắp trường cả ngày Mà không làm mọi người chú ý đến sự vắng mặt của nó Xong chưa Nó hỏi Ron Nó đã đi được nửa đường ra tới cửa phòng ngủ Thì nhận thấy Ron vẫn ngồi bất động Tựa vào cái cột văn màn đăm đắm nhìn ra ngoài khung cửa sổ ràn rủa nước mưa với một vẻ mặt ngơ ngơ ngáo ngáo kỳ lạ ron à đi ăn điểm tâm mình không đói harry trố mắt nhìn nó mình tưởng bồ vừa mới nói ừ thôi được mình sẽ đi xuống với bồ ron thở dài ơi nhưng mình không muốn ăn harry chăm chú nhìn thiệt kỹ ron mà lòng đầy nghi ngờ có phải bồ vừa ăn hết nửa hộp giạt sô cô la không không phải vậy Ron lại thở dài Bộ, bộ không thể hiểu nổi đâu Hiểu chứ Harry nói khi mở cửa Mặc dù nó chẳng hiểu gì Harry à Bỗng nhiên Ron nói Cái gì Harry à Mình không thể nhịn được Bộ không thể nhịn được cái gì Harry hỏi Lúc này nó bắt đầu cảm thấy thật sự hoảng sợ Ron hơi nhợt nhạt Và trông có vẻ như sắp bệnh Mình không thể nhịn không nghĩ đến nàng Ron nói giọng khàn khàn. Harry há hốc mồm nhìn Ron, nó không ngờ sự thể như vậy và không chắc là nó có muốn nghe chuyện đó không. Tụi nó có thể là bạn bè chí cốt, nhưng nếu Ron bắt đầu gọi Lavender là lo lo thì nó kiên quyết. Nhưng mắc gì chuyện đó lại khiến bồ không ăn điểm tâm chứ? Harry hỏi, cố gắng cài cấm vô diễn biến câu chuyện một lưu ý rất đời thường. Mình không nghĩ là nàng biết có mình trên đời, Ron nói với một cử chỉ tuyệt vọng Cô nàng nhất định phải biết bồ có trên đời chứ Harry nói cảm thấy hoang mang Cô nàng vẫn còn hung hít bồ mà Ron chớp chớp mắt Bồ đang nói về ai Còn bồ đang nói về ai Harry nói càng lúc càng nhận thấy Cuộc đối thoại không còn mệt lạc nữa Rominda Van Ron dịu dàng nói Và cả gương mặt nó dường như bừng sáng Khi nói ra cái tên đó như thể được một tia sáng mặt trời trong trẻo nhất rọi chiếu. Hai đứa trợn mắt nhìn nhau gần một phút, sau đó Harry nói: "Chuyện Tếu Lâm hả? Bộ đang đùa?" "Mình nghĩ, Harry à, mình nghĩ mình yêu nàng." Rồi nói ngọng liếu lại. "Được rồi." Harry nói, vừa đi tới gần Ron để nhìn kỹ hơn vào đôi mắt thẫn thờ và nước da xanh xao của Ron. "Được rồi, nghiêm mặt mà nói lại điều đó đi." "Mình yêu nàng." Ron thì thào lặp lại Bồ đã từng nhìn thấy mái tóc của nàng chưa Đen nhánh, ống ả, mượt mà Và đôi mắt của nàng nữa Đôi mắt to đen quyền của nàng Và... Chuyện này thiệt là tức cười và lộn xộn quá đi Harry hết kiên nhẫn nói Nhưng đùa như đó đủ rồi nha Dẹp đi Nó quay lưng định bỏ đi Nhưng mới đi được hai bước về phía cửa Thì một trái đấm như trời giáng Tống vào bên tay phải nó nó loạn choạng suýt té và ngoái nhìn lại. Ron vừa mới rút nắm tay về, mặt bừng bừng cơn giận. Nó sắp đấm thêm một cái nữa. Harry phản ứng theo bản năng, rút cây đũa phép ra khỏi túi áo và câu thần chú bật ra ngay trong đầu nó mà không cần suy nghĩ tỉnh táo. Kinh thân! Ron rú lên khi gót chân nó bị kéo ngược lên một phen nữa. Nó bị treo lủng lẳng không thể làm gì được. Đầu chút xuống, cẳng chổng lên trời và áo chùng của nó bị lật ngược Tại sao lại đấm mình chứ Harry rống lên Harry bổ xúc vào nàng Bộ dám nói là chuyện tức cười hả Ron hét Mặt anh chàng này đang từ từ chuyển sang tím ngắt Bởi vì bao nhiêu máu đều dồn cả xuống đầu Chuyện này điên quá Harry nói Mất gì mà Và đột nhiên nó nhìn thấy cái hộp Còn nằm mở nắp trên giường Ron Và sự thật vọng vô đầu nó Bằng sức mạnh của một con quỷ khổng lồ Đang chạy tán loạn Bồ lấy mấy thỏi giặt sô-cô-la đó ở đâu vậy? Quà sinh nhật đó! Ron thét lên, vừa xoay mình chậm chậm giữa không trung trong nỗ lực tự giải thoát. Mình có mời bồ một thỏi mà! Bồ lượm nó lên từ dưới sàn đúng không? Nó rớt từ giường mình xuống mà, đúng chưa? Thả mình ra! Nó không hề rớt khỏi giường bồ. Đồ đần độn, có hiểu không? Nó là của mình. Mình đã móc nó ra khỏi cái rương của mình khi lục tìm tấm bản đồ. Đó là giặt sô-cô-la mà Rominda đã tặng cho mình trước lễ Giáng sinh. Và thỏi nào cũng đã được tẩm tình dược Nhưng chỉ có một từ Trong những điều Harry nói Dường như lọt tai Ron Rominda hả Ron lặp lại Bộ vừa nhắc đến Rominda Harry bộ biết nàng à Bộ có thể giới thiệu mình với nàng không Harry đăm đăm nhìn anh chàng Ron Đang treo lơ lửng Mà vẻ mặt giờ đây bừng lên hy vọng tràn trề Và nó ráng nhịn thắt ruột Để khỏi phá ra cười một phần Harry, phần gần cái tai phải đang nhói nhất. Thì khoái cái ý tưởng thả Ron xuống và ngắm nó chạy quẩn làm chuyện điên khùng cho đến khi thuốc hết công hiệu. Nhưng mặt khác, tụi nó kể như là bạn bè. Ron đâu còn là chính Ron khi đấm Harry và Harry nghĩ rằng mình đáng bị đấm một cái nữa nếu cho phép Ron thổ lộ tình yêu bất tử với nàng Romindavan. Được, mình sẽ giới thiệu bồ Harry nói vừa suy nghĩ thiệt nhanh Bây giờ mình thả bồ xuống được chứ Nó thả Ron rớt xuống sàn một cái rầm Tài nó đau cũng cỡ đó Nhưng Ron chỉ bật dậy đứng lên Nhe răng cười Cổ sẽ có mặt ở văn phòng thầy Slugon Harry nói giọng đáng tin Vừa dẫn đường đi ra cửa Tại sao nàng lại đến đó Ron lo lắng hỏi Vừa vội giả đi theo À Cổ có lớp học thêm độc dược với thầy Harry nói bịa đại ra có lẽ mình có thể xin học chung với nàng ron háo hức nói ý hay harry nói nhưng lavender đang đợi ở bên ngoài bước chân dung một tình huống phức tạp mà harry không dự đoán tới anh trẻ quá vậy quên quên cô nàng dỗ môi hờn dỗi em có quà sinh nhật cho anh nè hãy để tôi yên ron sốt ruột nói harry sắp giới thiệu tôi với rominda van và không nói thêm một lời nào nữa với cô nàng nó dành đường chui ra khỏi lỗ chân dung. Harry cố gắng bày tỏ một vẻ mặt có lỗi với Lavender, nhưng có lẽ mặt nó chỉ lộ được vẻ khoái trá, bởi vì cô nàng tỏ ra bị xúc phạm hơn bao giờ hết lúc bà béo đóng ập cái lỗ lại sau lưng tụi nó. Harry đã hơi lo lắng là thầy Slughorn có thể đang ăn điểm tâm, nhưng khi nó mới gõ cửa một tiếng thầy đã mở ra ngay. Trong lúc đang mặc một cái áo ngủ bằng nhung màu xanh lục, cùng màu với cái nón ngủ trùm đầu và trong mắt thầy có vẻ lờ đờ. Harry, thầy lầu bầu, thăm giếng giờ này thì sớm quá, thường thường ta ngủ nướng vào thứ bảy. Thưa thầy, con thiệt tình xin lỗi đã quấy đầy thầy, nhưng Ron bạn con đã lỡ nuốt nhầm một liều tình dược. Harry nói hết sức nhỏ, trong khi Ron đứng kiển lên nhấp nhổm, cố gắng nhìn nhóng vô căn phòng sau lưng thầy Slughorn. Thầy có thể cho nó một liều thuốc giải không? Lẽ ra con nên đem nó đến cho bà Bonfrey chữa trị, nhưng tụi con không được phép có bất cứ cái gì xuất xứ Từ tiệm phù thủy quỷ quái của Quisley Và dạ thầy biết đó Rồi những câu hỏi bất tiện Thầy lại nghĩ đến một chuyên viên độc dược như con Harry à Thì con dư sức pha cho nó một liều thuốc chữa chứ Thầy Slughorn hỏi Ờ... Harry nói Hơi bị phân tán Bởi vì Ron lúc này đang hít Cùi chỏ vô be sườn nó Để chen vô căn phòng Dạ thưa thầy Con chưa từng pha thuốc giải cho tình dược và để tới lúc mà con chế ra được thì Ron có thể đã làm điều gì đó nghiêm trọng. Thiệt là được diệt Ron chọn đúng lúc đó để rên rỉ. Mình chẳng thấy nàng đâu cả, Harry. Ông giấu nàng rồi hả? Độc dược đó còn hàng sử dụng không? Thầy Slughorn hỏi. Lúc này thầy ngắm Ron với ánh mắt thích thú thuần chuyên môn. Trò biết đó, càng được cất giữ lâu, chúng càng tăng hiệu lực. Dạ, hèn gì? Harry thở hổn hển Bây giờ nó đang phải vật lộn với Ron Để giữ anh chàng này khỏi quật ngã thầy Slugon Thưa thầy Hôm nay là sinh nhật bạn ấy Nó nói thêm giọng nài nỉ À được thôi vào đây Vậy thì vào đây Thầy Slugon nói giọng dịu đi Ta có đủ những thứ cần thiết Trong cái túi của ta đây Thuốc giải đó cũng không khó pha chế lắm Ron sọc qua cửa Vô trong văn phòng được sưởi quá ấm Và chất quá nhiều đồ đạc dấp phải một cái ghế đẩu gác chân có tua rua, gượng lấy lại thăng bằng bằng cách chụp lấy cần cổ Harry và thị thầm nàng không nhìn thấy mà, đúng không cổ chưa đến Harry nói, vừa nhìn thầy Slughorn mở bộ đồ pha chế độc dược của thầy ra, và thêm vào một bẹo cái này, một bẹo cái kia bỏ vô trong một cái chai pha lê nhỏ xíu vậy mà hay, Ron nhiệt thành nói trông mình thế nào đẹp trai lắm Thầy Slughorn nói giọng vuốt da Như đưa Ron một ly chứa chất lỏng trong gieo Bây giờ uống cạn cái này đi Đó là một thuốc bổ thần kinh Giúp trò bình tĩnh khi nàng đến Trò hiểu chứ Xuất sắc Ron háo hức nói và nuốt ực thuốc giải một cái rột Harry và thầy Slughorn ngắm nó Ron toe toét cười với hai thầy trò kia một lát Rồi rất ư từ từ Nụ cười của nó xìu xuống và biến mất thêm vào đó làm vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ. Vậy là đã trở lại bình thường rồi. Harry nhe đăng cười và nói, thầy Slughorn khoái trá ra mặt. Thưa thầy, cảm ơn thầy nhiều lắm. Không có gì chàng trai của ta, không có gì. Thầy Slughorn nói, trong khi Ron ngồi thụp xuống cái ghế bành gần đó, trông hết sức te tua. Rượu bổ, đó là thứ trò ấy cần. Thầy Slughorn nói tiếp Lúc này thầy đang vội vã đi tới một cái bàn để đầy thức uống. Thầy có bia bơ, thầy có rượu. Thầy còn một chai rượu mật rừng sồi già cuối cùng. Cha đã định tặng cụ Đương Lê Đo vào dịp lễ Giáng sinh. À thôi, thầy nhúng dai. Cụ ấy đâu có thể tiếc cái mà cụ ấy chưa có. Tại sao chúng ta lại không khui nó ra để chúc mừng sinh nhật cậu Quisley? Để xoa dịu nỗi đau thất tình thì chẳng gì bằng được rượu ngon. Thầy lại khúc tích cười và Harry cười theo. Harry nhận ra đây là lần đầu tiên mà nó gần như chỉ có một mình với thầy Slughorn kể từ lần đầu cố gắng một cách thảm hại để có được ký ức thật của thầy. Có lẽ nếu nó cứ duy trì được tâm trạng hồ hởi của thầy Slughorn, có lẽ nếu tụi nó chịu đựng nổi đủ lượng rượu mật rừng sồi già. Đây, mời trò. Thầy Slughorn nói, đưa cho Harry và Ron mỗi đứa một ly rượu mật trước khi nâng chín ly của thầy lên. Nào, Chúc mừng sinh nhật vui vẻ nha Ralph Ron Harry thì thào nhắc nhở Ron chẳng có gì lắng nghe lời chúc tụng Đã dốc cạn ly rượu vào họng nó và nuốt trọng Chỉ trong một giây Không hơn một nhịp đập của trái tim Harry biết ngay có chuyện gì đó Tai hại khủng khiếp Nhưng thầy Slughorn dường như không nhận ra Và trò có thể uống thêm Ron Ron buông rơi cái ly của nó Nó hơi nhổm dậy khỏi ghế và rồi ngã gục xuống tay chân co giật không cách nào kiểm soát được nước miếng sùi ra từ miệng nó nhiễu xuống và con mắt nó lồi ra khỏi hốc mắt thưa thầy harry đóng lên thầy làm gì đi chứ nhưng thầy Slughorn dường như tê liệt vì sửng sốt ron co giật và nghẹt thở và nó đang đổi màu xanh lè cái gì nhưng mà thầy Slughorn lấp bấp harry nhảy qua một cái bàn thấp và lao về phía bộ đồ pha chế độc dược của thầy Slughorn còn để mở, lôi ra nào hũ nào túi, trong khi tiếng thở khò khè kinh khủng của Ron vang khắp phòng. Đột nhiên nó tìm được cái ấy, viên sỏi giống trái thận teo quắt mà thầy Slughorn đã lấy của nó trong lớp học độc dược. Harry lật đật quay trở lại bên cạnh Ron, banh hàm Ron ra và nhét viên sỏi dê vào miệng. Ron rùng mình thật mạnh, hỗn hển thở dốc ra rồi cơ thể nó trở nên mềm rũ và bất động